Nằm ẩn mình trong một thung lũng nhỏ với khoảng 20 nóc nhà đơn sơ, Hang Táu được ví như một ngôi làng nguyên thủy, bởi nơi đây không có điện lưới, không có internet hay sóng điện thoại. Đoạn đường vào làng khoảng hơn 3 km, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy qua những đoạn dốc dựng đứng và đá gồ ghề. Khách thì bắt đầu vào từ cái thời điểm năm 2016-2017. Vâng, hồi đầu của mình là chỉ là nấu am thôi. Nhà này một lần, nhà kia một lần rồi. Nhưng mà thấy nó, anh này nấu được, anh kia không nấu được. Và nấu nó thì không ngon như là một người nấu. Dần dần về sau này rồi thì mình mới làm một cái nhà tập thể đi. Tập thể xong rồi gồm tất cả anh em vào đấy. Xong mình bố trí một đội là trực tiếp 12/12 ở đấy để mà nấu ăn. Khách yêu cầu lúc nào là khách phải có ăn. Anh chỉ gói trong lá chuối nữa. Hiện tại bây giờ đang có những cái trải nghiệm như là cưỡi ngựa này, đánh tô lô này, lá bánh dày này, hoặc là những cái niêm bao này, cái này cái hoạt động của người Mông thì mình những cái dịch vụ này thì ai yêu cầu là mình có tất cả những cái thứ đấy. Từ hoạt động tự phát, 20 hộ gia đình ở Hang Táu đã cùng nhau làm du lịch một cách quy củ bài bản hơn, dựa trên nguyên tắc công bằng. 20 hộ ở trong này mà mình phân chia ra, mình chia làm 4 tủ, mà mỗi tủ có 5 hộ, từ cái kho gác cổng này cho đến kho nấu ăn này. Đấy là phải một tủ bên này, một tủ bên này. Tủ này đến thứ bảy chủ nhật rồi là tủ kia tiếp tục thứ hai đi đến thứ bảy chủ nhật tuần sau. Có nghĩa là như thế thì luôn phiên nhau như thế. Không để người nào thiệt. Ở xe của mình thì có 50 xe, sẽ bốc thăm xong là sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Người nào được lá thăm nhỏ nhất thì đi trước. Mỗi lượt chạy xe chở khách vào sẽ được đánh một dấu X và khoanh tròn cho mỗi lượt đưa ra. Nhiệm vụ của anh chàng này là đảm bảo đến cuối ngày mỗi người đều có số lượt tương đương nhau. Trước kia mình cứ tự mày mò, mình thích thế nào thì mình làm như thế, thích kia lấy bao nhiêu thì mình cứ lấy như thế, nhưng mà dần dần nó sẽ không phù hợp, cho nên là sau này mới chuẩn chỉnh lại. Thì mình chỉ lại như là một bữa cơm chẳng hạn, hay là một cân gà chẳng hạn, hay một cân thịt lợn ở trong này mình thịt ra là bao nhiêu thì nó phải cân được rất là rõ ràng cụ thể thì mới hoạt động được như ngày hôm nay, chứ còn mình cứ lấy bừa thế là không được. Du lịch thì chưa học, nhưng mà lúc 2017-2018 ấy, 2020 thì được phòng văn hóa cũng quan tâm, cho nên là cũng dẫn được vài chỗ để mà mình học hỏi từng tí một như thế để mình làm. Bây giờ là mình phải kết hợp từ bên ngoài vào nữa thì nó mới được, chứ còn nếu mà mình cứ tự công tự cấp mà tự làm thế là mình không học hỏi từ ngoài thì nó có cái được thì quá được, nhưng mà có cái không được nó cũng thiếu thốn, nó cũng thiếu, mà thiếu kiến thức rồi thì mình sẽ không thể làm được đẹp. Mình còn đang dự tính là mở rộng ra, tiếp tục làm trồng cây trồng hoa nữa mà. Trong 4 mùa thì lúc nào cũng phải có hoa cảnh những cái nhà này cho nó đẹp. Mình chỉ lấy những cái cây trực tiếp ở đây để mà trồng lên để nó có hoa ở đây thôi, chứ còn nếu mà bi tông hóa rồi là các thứ vào đây rồi là mình phải làm những cái trò chơi như là ở ngoài huyện người ta có rất nhiều ấy, thì cái đấy thì mình phải đăng đội bỏ là mình không dùng những cái thứ như thế này.